Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự ngày hôm nay. Triển khai kế hoạch tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh. Phát động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia. Thu ngân sách đạt trên 30.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp chủ động chuyển đổi công nghệ lò gạch tuy nền. Sức nóng từ các phiên đấu giá đất trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Tràn lan hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường. Chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy, ban tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức hội thi. Đồng chí Trần Quốc Toàn, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, phó trưởng ban tổ chức hội thi. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai quán triệt thể lệ hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh năm 2024. Theo đó, đối tượng dự thi là những đồng chí bí thư chi bộ đoạt giải nhất ở hội thi cấp huyện và tương đương, được ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy quyết định cử tham gia hội thi cấp tỉnh. Mỗi đảng bộ cấp huyện và tương đương cử một đồng chí bí thư chi bộ đoạt giải nhất hội thi cấp mình tham gia hội thi cấp tỉnh. Mỗi thí sinh dự thi hai nội dung kiến thức và kỹ năng. Về hình thức thi, mỗi thí sinh thi tự giới thiệu, thi thuyết trình và thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc tuyên truyền cho hội thi, bố trí thành viên tổ giúp việc hội thi, thành viên ban giám khảo, quy định về điểm thi, việc lập dự toán kinh phí tổ chức hội thi. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, hội thi có ý nghĩa quan trọng, làm nổi bật vai trò trách nhiệm của đội ngũ bí thư chi bộ cho công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Thông qua hội thi, các cấp ủy tổ chức đảng đánh giá đúng tình hình hoạt động và chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ, từ đó đề ra giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động và sinh hoạt chi bộ của đội ngũ bí thư chi bộ. Thế thì do vậy cuộc thi này tôi nói là hết sức là ý nghĩa. Mà thi làm sao để nổi bật những vai trò trách nhiệm của bí thư chi bộ trong xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng đảng hệ thống chính trị chúng ta. Đặc biệt là gì? Chăm lo đến đời sống của người dân ở từng khu vực, lãnh đạo được cái việc đó, tổ chức được việc đó, thì chúng ta phải tập trung những nội dung ấy để khơi gợi lên những việc chúng ta tổ chức thực hiện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên trong ban tổ chức, ban giám khảo, ban ra đề thi, tổ giúp việc hội thi làm việc khách quan, công tâm theo đúng nhiệm vụ đã được phân công. Ban tuyên giáo tỉnh ủy và các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của hội thi, nhất là thời điểm đang chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng và các đồng chí bí thư chi bộ trong toàn đảng bộ tỉnh cần nghiêm túc, trách nhiệm, nhiệt tình, hưởng ứng và tham gia hội thi. Sau hội thi, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay để áp dụng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy cơ sở và các đồng chí bí thư chi bộ. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho người có công, hộ cận nghèo có thiếu hụt về nhà cho hai trường hợp là bệnh binh xã Thiện Phiến và hộ cận nghèo ở xã Thủ Sĩ. Dự lễ khởi công của các đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ông Ưng Văn Thành, sinh năm 1945, từ năm 1965 đến năm 1982, ông phục vụ cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1983, ông xuất ngũ về địa phương. Ông Thành tuổi đã cao, thu nhập chỉ dựa vào trợ cấp bệnh binh 61%, hoàn cảnh kinh tế có nhiều khó khăn. Bà Trần Thị Thơm, sinh năm 1949, thuộc hộ cận nghèo từ nhiều năm nay. Thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo, người có công và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Tiên Lữ năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với nhà tài trợ là Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng tài trợ theo chương trình chìa khóa trao tay. Được biết, theo kế hoạch, mỗi ngôi nhà có diện tích 38m² với mức hỗ trợ là 190 triệu đồng một nhà. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa huyện Văn Lâm, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị phát động ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, cùng các đồng chí là lãnh đạo các ban, sở, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.
Chủ đề chuyển đổi số năm 2024 là phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được cho công tác chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2024 và đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng trình bày nhiều ý kiến tham luận về những giải pháp giúp thúc đẩy và hoàn thiện quá trình chuyển đổi số theo nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng, đồng thời nhấn mạnh ngày chuyển đổi số quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số. Thứ nhất thì đẩy mạnh cái công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động hưởng ứng cái ngày chuyển đổi số quốc gia với các cái hình thức đa dạng. Thứ hai đó là các cái sở ngành, ủy ban dân các huyện, cấp xã thì thúc đẩy người dân đăng ký sử dụng cái chữ ký số theo cái mô hình ký số trên thiết bị di động. Cái thứ ba là các địa phương thì phát động 90% các cửa hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn thì hỗ trợ gắn cái mã QR phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Điểm thứ tư là đẩy mạnh cái mua sắm trực tuyến qua cái sàn thương mại điện tử và thanh toán các sản phẩm dịch vụ trực tuyến không dùng tiền mặt. Thứ năm đấy thì đề nghị là tổ đề án 06 các cấp đồng loạt ra quân trong tháng 10, đi từng ngõ gõ từng nhà thì hướng dẫn từng cái người dân trong cái quá trình sử dụng các cái dịch vụ công trực tuyến. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã trao bằng khen cho 5 tổ công nghệ số cộng đồng có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2024. Kết thúc hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh thực hiện nghi thức ra mắt mô hình trung tâm điều hành thông minh huyện Văn Lâm. Qua 9 tháng của năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, cho thấy sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên đang có sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 10%, sản xuất, phân phối điện tăng gần 12%, cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng trên 26%. Đặc biệt, hai ngành có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng của khu vực công nghiệp là sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng hơn 23% và sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng gần 38%. Bức tranh tổng thể cho thấy công nghiệp của Hưng Yên đang phục hồi và phát triển tương đối thuận lợi. Trong đợt mưa bão lịch sử vừa qua, cơ bản các khu công nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không bị thiệt hại nặng. Hiện toàn tỉnh có 10 khu công nghiệp với hơn 470 dự án đang đi vào hoạt động, chiếm 78% số dự án đầu tư còn hiệu lực. 9 tháng năm 2024, giải phóng mặt bằng thêm được trên 37 ha, cho thuê trên 220 ha đất công nghiệp. Thực hiện xây dựng hạ tầng khu công nghiệp được thêm trên 430 ha, vượt hơn 70% kế hoạch đã giao là 250 ha. Thêm 28 dự án trong các khu công nghiệp đi vào hoạt động tạo việc làm cho 2.500 lao động. Từ đầu năm đến nay, thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 30.600 tỷ đồng, tăng 26,78% so với cùng kỳ năm trước và đạt trên 92% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa gần 27.300 tỷ đồng, tăng gần 27% và đạt trên 93% kế hoạch năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.280 tỷ đồng, tăng 25%. Một số khoản thu nội địa chủ yếu như thu từ doanh nghiệp nhà nước 165 tỷ đồng, tăng 5%. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trên 2.300 tỷ đồng, tăng 21%. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên 11.000 tỷ đồng. Cùng với đó, các khoản thu tăng cao thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu về đất. Trong đó, các doanh nghiệp nộp thuế cao là công ty cổ phần Vinhomes gần 7.500 tỷ đồng, công ty cổ phần bất động sản Ecobank Nomura 340 tỷ đồng, công ty cổ phần Daikin Air Conditioning 330 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội 245 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hưng Yên 214 tỷ đồng. Thực hiện công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường đối với các cơ sở sản xuất gạch nung theo quyết định số 3057 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về phê duyệt đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là thời hạn cuối cùng. Việc chuyển đổi công nghệ đã được hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chuyển đổi công nghệ mới đáp ứng quy định đề ra.
Đây là dây chuyền lò nung Tinen dạng đĩa được công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vinh Phúc trên địa bàn xã Đông Kết, huyện Quế Châu, được đầu tư cách đây hơn 3 năm với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Lò tự động hóa trên 96%, máy móc đã thay thế sức người. Với băng tải, mô đun xếp gạch và tay robot, đặc biệt công nghệ hút đẩy áp suất cao với 120 van điều tiết cung cấp không khí cho lò ở đầu vào và lọc khí CO2 bằng nước vôi sục khí trước khi đẩy lên ống khói ra môi trường, giúp giảm trên 60% lượng khí carbonic thải ra môi trường. Trong cái công nghệ mới dùng robot và khi quá trình ra là bằng xe lăn nên là nó giảm được khoảng 70% công nhân. Thứ hai nữa là cái công nghệ mới này nó không gây ô nhiễm môi trường. Tương tự các doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Lương và công ty cổ phần Hoàng Gia, huyện Kim Động, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Kính, huyện Quế Châu đã triển khai chuyển đổi công nghệ lò nung kiểu cũ sang lò Tinen công nghệ mới nhằm đảm bảo các điều kiện giảm phát thải khí carbonic và giảm nhân công. Để có được công nghệ Tinen, các doanh nghiệp đều phải đầu tư từ 50 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng để đảm bảo điều kiện hoạt động nhu cầu. Thu hồi vốn rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền. Tôi thực hiện chuyển đổi từ năm 2021 để đảm bảo về cái môi trường. Đang chuyển đổi cái lò vòng sang lò Tinen này, công nhân thì cũng đỡ vất vả hơn, làm dây chuyền thì nó nhàn hơn, đầu tư ra thì lại rất là lớn. Thế thì cũng rất mong muốn là làm được thu hồi cái vốn. Được biết đến thời điểm này, 90% doanh nghiệp sản xuất gạch nung đã đảm bảo các điều kiện theo quyết định số 3057. Theo đó, còn một số doanh nghiệp chưa hoàn thành việc chuyển đổi công nghệ, còn sử dụng công nghệ lò nung Hoffman đã được các cơ quan quản lý nhà nước có văn bản nhắc nhở nhằm đảm bảo các điều kiện theo quy định của tỉnh và của chính phủ về giảm phát thải khí carbon ra không khí cũng như các điều kiện về bảo vệ tài nguyên đất. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản cho phép tiếp tục áp dụng đơn giá bồi thường tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi. Theo đó, việc công bố đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả và các công trình xây dựng khác, các loại cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên làm cơ sở cho các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tham khảo lập và phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Đơn giá bồi thường hỗ trợ thiệt hại cây trồng, vật nuôi được áp dụng khi kiểm kê, lập thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các mức bồi thường được quy định cụ thể tại thông báo số 251/2023 của Sở Tài chính, đơn giá bồi thường cây trồng hàng năm và con vật nuôi ở mức từ 5.000 đến 40.000 đồng một mét vuông tùy từng loại. Đối với cây lâu năm trồng trên đất hợp pháp đủ điều kiện bồi thường, đơn giá bồi thường từ 15.000 đồng đến 4,5 triệu đồng một cây tùy từng loại và độ lớn của cây. Đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả và các công trình xây dựng khác được quy định tại thông báo số 09/2024 của Sở Xây dựng, mức bồi thường tùy thuộc vào loại nhà, vật liệu xây dựng và kích thước. Khoảng 2 tháng trở lại đây, các phiên đấu giá trên địa bàn thành phố Hưng Yên cũng rất sôi động, thu hút số lượng lớn hồ sơ tham gia, gấp khoảng chục lần so với thời điểm đầu năm. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại vào lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 9. Ô tô của những người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở đỗ chật kín các ngả đường đi vào nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, nơi diễn ra phiên đấu giá lần thứ 13 năm 2024 trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Trong đó, rất nhiều xe đến từ các tỉnh thành khác như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh. Các quán nước quanh đó cũng rất đông người đổ về để trao đổi, mua bán. Từ tháng 8 giờ là rất sôi động đấy, mua tiêu dùng và mua đầu tư cũng rất cao. Công ty mình lần nào chuyện đi đấu cũng phải trúng một vài nô. Mình bán được chênh lệch được khoảng 50 đến 100 thôi. Từ đầu năm giờ đấu giá thành phố anh tham gia 11, bình quân cứ khoảng 2 hồ sơ trúng một. Ôi giời, bây giờ cứ có đất này tranh nhau người ta mua. Sôi động hơn năm ngoái và sôi động hơn hồi đầu năm. Nói chung là được vài chục triệu là được. Những lô đẹp thì có thể là được tiền trăm. Phiên đấu giá lần thứ 13 trên địa bàn thành phố Hưng Yên đấu 37 lô đất tại phường Lam Sơn, xã Bảo Khê và xã Liên Phương với 431 hồ sơ tham gia của 187 người. Trong đó, có người tham gia hàng chục hồ sơ ở các thửa đất khác nhau. Ngay sau khi có kết quả đấu giá, việc mua bán diễn ra công khai và sôi nổi hơn bao giờ hết. Tôi vừa trúng khu đấu giá Vi Văn, Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Giá khởi điểm là 22 triệu 800, giá trúng là 53 triệu. Tôi chỉ giá trúng cây nhẹ thôi. Có những lô đất ở Vi Văn ấy, đã sang tay đến chục người. Đang chờ tôi mua lại 7 cái lô đối diện với lại Ủy ban Bảo Khê. Đang chào bán, mức chênh của họ vẫn đang cao. Tôi cũng chưa được những cái giá tôi mong muốn. Tính đến hết tháng 9,
trên địa bàn thành phố Hưng Yên diễn ra 14 phiên đấu giá. Từ phiên thứ 12 đến nay, số lượng hồ sơ bán ra không ngừng tăng lên, mỗi phiên thu hút từ 400 tới 500 hồ sơ. Điều này trái ngược hoàn toàn so với đầu năm. Cụ thể, đợt đấu giá thứ nhất chỉ có 9 người tham gia với 3 thửa đất trúng đấu giá, 85 thửa đất không có người đấu. Đợt thứ hai cũng chỉ có 25 người tham gia với 10 thửa đất trúng đấu giá. Tuy chưa xuất hiện tình trạng bỏ cọc, nhưng những người trúng đấu giá chủ yếu là người môi giới, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Từ phiên đấu giá 12 trở lại đây, mỗi phiên có khoảng 30 tới 50% người trúng đến từ các tỉnh thành khác. Đặc biệt, phiên thứ 14 có gần 60% người trúng không phải là người Hưng Yên. Hơn nữa, gần như 100% người trúng đều không có địa chỉ thường trú ở chính xã phường có đất đấu giá. Điều này có nghĩa là người dân địa phương có nhu cầu thật về nhà ở chưa thể tiếp cận với các phiên đấu giá. Tất cả các huyện Hưng Yên anh đều có đầu tư hết. Mà tôi sang bên này thì tôi thấy là đất ở bên Hưng Yên ở khu thành phố này là rất là đẹp và tiềm năng. Giá đất so với ở Hải Dương thì đất Hưng Yên cao hơn bên Hải Dương. Tiềm năng và tôi sẽ đầu tư 1 đến 2 suất ở đây. Việc đẩy giá đất lên quá cao, đặc biệt là sự tham gia của cò đất đấu giá, mua bán sang tay ăn chênh lệch để lại nhiều hệ lụy. Nó làm méo mó thị trường bất động sản, khiến cho giá đất ngày càng xa vời với thu nhập của số đông người lao động trên địa bàn thành phố Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung. Việc đổ quá nhiều tiền vào đất cũng khiến cho sản xuất bị đình trệ, không tạo ra động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Trong khi đó, nhiều khu đất đấu giá hàng trăm tỷ vẫn để không, cỏ mọc hoang hết năm này qua năm khác. Mặc dù đã có nhiều giải pháp ngăn chặn, song hiện nay, việc bày bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhái diễn ra tràn lan trên thị trường và ngày càng phức tạp. Khảo sát thực tế trên thị trường hiện nay, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhái, hàng trốn thuế có mặt ở rất nhiều phân khúc của thị trường, từ các cửa hàng tạp hóa trà trộn vào cả những siêu thị và trung tâm thương mại. Tại một số cửa hàng tạp hóa, siêu thị tiện ích tại các huyện Phù Cử, Khoai Châu và huyện Yên Mỹ, không khó để tìm mua những sản phẩm mang nhãn hiệu sản phẩm nước ngoài nhưng không có tem nhập khẩu cũng như hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt không rõ nguồn gốc xuất xứ như mì chính, bánh kẹo và các loại thực phẩm. Bánh này là bánh của nước nào ấy? Hả? Mình nhập cái này đâu ấy? Giao hàng đến tận đây à? Giao sản xuất ở Hải Dương ạ. Đâu? Em nhìn đâu phải sản xuất Hải Dương. Đây, địa chỉ nhỉ? Đến đây cơ mà, anh đang hỏi cái này cơ mà. Đây ạ. Đâu? Hàn xẻo. Hàn xẻo á? Hàn xẻo. Hàn xẻo nhưng mà bây giờ cái tiệm nhãn phụ của nó đâu? Để người tiêu dùng người ta biết. Hỏi, em thực ra là em đứng ở trong dịch vụ bán hàng nhưng mà có những cái này thực ra là em cũng như hơi khó. Là bán ra bánh trứng cuộn kem. Nhưng mà người tiêu dùng làm sao người ta biết được bánh trứng cuộn kem? Đây là lỗi của công ty, em nhận lỗi. Tại vì đây đáng nhẽ phải có tem phụ. Và công ty này chưa dán tem phụ. Thì thử mở cái thùng này ra xem có tem phụ đâu. Rồi, em bảo cái này là lỗi của người ta không dán tem phụ là đúng rồi. Còn ví dụ cái này của Trung Quốc, em giới thiệu của Trung Quốc thật. Thực trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường đang diễn biến rất phức tạp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là quá trình kiểm soát hàng hóa vẫn còn lỏng lẻo. Các đơn vị chức năng chưa phối hợp chặt chẽ. Bên cạnh đó, ngay cả chủ các cửa hàng, siêu thị nhỏ lẻ chưa nhận thức được việc bày bán các loại sản phẩm trên là vi phạm và sẽ bị xử phạt. Còn khách hàng thì chỉ tìm hiểu thông tin của sản phẩm qua mã vạch mà không hề hay biết chất lượng bên trong của sản phẩm như thế nào. Đây là bánh gì đây? Bánh mì. Đây là hàng của gì đây? Cũng hàng nội địa chúng. Các nhà phân phối có đến mời hàng. Thì những cái hàng nào mà nhu cầu của nhân dân dùng được thì em sẽ đi vào dần các loại hàng ngon hơn. Biết là người mà bán hàng không dám tem nhập phụ này là sai. Thì cái đấy thì chúng em cũng đang tham khảo dần thôi. Vì em cửa hàng thì cũng mới mở ra đây được một tháng. Các cái hàng này đều là hàng nội địa chung hết. Bạn vừa chỉ biết là bạn dùng rồi cả đấy được thì bạn dùng được ạ? Vâng ạ. Hay nhỉ? Vâng, em dùng rồi, dùng rất nhiều luôn. Chứ không cần biết là tem nhãn phụ nó như nào. À em có, trên mạng nó sẽ có hướng dẫn. Thì em nhìn trên mạng rồi em mới mua ở ngoài làng. Trong 9 tháng năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý trên 500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 27 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện xử lý 19 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 7,5 tỷ đồng. Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa để thị trường kinh doanh được lành mạnh và để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời có giải pháp chống thất thu thuế. Quý vị và các bạn thân mến,
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.